Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng ăn năn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời cho rằng thời gian bị tạm giữ đã làm lỡ nhiều cơ hội để làm công tác thiện nguyện. Các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở hồ sơ vụ án, căn cứ các tài liệu, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hằng và 4 bị cáo bị truy tố là đủ cơ sở xác định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội có tổ chức, trong đó bị cáo Hằng là người tổ chức, bị cáo Quân là người có trình độ pháp luật nhưng lại tham gia giúp sức cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, các bị cáo Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân bị tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Thường, trú tại huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình cùng vợ để điều tra làm rõ về hành vi lập tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân nhằm chiếm đoạt tài sản. Thường và vợ đã lập Facebook có tên là Hoài Thu, sau đó giả danh là bác sĩ trưởng khoa chấn thương phục hồi bệnh viện Bạch Mai, đăng thông tin kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ các nạn nhân kèm thêm số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên sau khi đăng bài thì chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào. Trước tình trạng trên thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện, tránh bị lợi dụng để trục lợi. Thưa quý vị, sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông đúc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Từ 8 giờ sáng cho đến tận tối, đoàn liên ngành gồm 10 tổ công tác liên tục kiểm tra trên phạm vi toàn quận Hà Đông với hơn 1.300 cơ sở cho thuê trọ, bất kể ngày nghỉ. Trong quá trình kiểm tra, xuất hiện nhiều lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nhất là vi phạm về an toàn điện. Bây giờ anh thay cho em tất cả các cái mặt này nhé. Vâng. Đi lại tất cả dây, vâng, vào cho ống ghen, vâng, băng dính, băng giữ cẩn thận. Đây là đây đã từng bị cháy rồi nhé, bờ vết cháy này. Đây mình đấu như này là không được đâu nhé. Vâng. Cái này bộ phần bên trong nhà của mình. Thì mình phải khắc phục cái này nhé. Có nhắc nhở và có yêu cầu thì mình sẽ nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của các đơn vị cơ quan chức năng. Việc kinh doanh của các cơ sở thì về cái đảm bảo an toàn phòng cháy thì là đến thời điểm bây giờ là chưa đảm bảo được về phòng cháy chữa cháy. Bắt đầu từ hôm nay đã đi kiểm tra, sáng nay thì đã kiểm tra được 20 cơ sở, chiều nay dự kiến cũng sẽ được 20 cơ sở nữa trên địa bàn phường. Thì tất cả các nhà trọ sẽ phải tháo hết các cái chuồng cọp, phải để lối thoát nạn để cho người dân. Theo Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có tới 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở các quận Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Và hầu hết các cơ sở này đều có vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Mặc dù công tác kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng công an tiến hành thường xuyên, liên tục, thậm chí lập biên bản đình chỉ hoạt động, không nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Song loại hình chung cư mini được người dân xây dựng để bán và cho thuê đã vi phạm về trật tự xây dựng ngay từ lúc đưa vào hoạt động. Đây cũng là khó khăn lớn trong việc xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trước đây là người ta cấp phép xây dựng, với mục đích là để làm nhà ở. Nên bên trong nhà người ta chỉ có một cái cầu thang bộ hở thôi. Thì cái cầu thang bộ hở không được coi là lối thoát nạn. Nên là khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra thì cái cầu thang bộ hở chính là cái nguồn dẫn khói và chính là cái mà nguy hiểm về thoát nạn cho mọi người. Khả năng phát sinh xảy ra cháy nổ đối với nhà trọ rất là cao, bởi vì phát sinh xảy ra tại khu vực tầng 1 có các phương tiện xe, phương tiện ô tô, xe máy, và cái nguy cơ sự cố từ chiếc xe cũng là cháy nổ. Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp ban ngành đoàn thể tiến hành tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy loại hình chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ từ ngày 15 tháng 9 đến trước ngày 30 tháng 10.
Bên cạnh đó sẽ kết hợp tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy xảy ra cho chủ cơ sở, quản lý căn hộ, người dân sinh sống và làm việc tại đây. Chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn cho người ta thấy các nguy cơ và cho người ta có những cái biện pháp đề phòng. Thứ hai là đối với những cái cơ sở nhà trọ nguy hiểm cháy nổ có tồn tại về phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi sẽ thực hiện xử lý theo quy định. Sau cái buổi kiểm tra hôm nay thì chúng tôi sẽ báo cáo lại lãnh đạo cấp trên để có những cái biện pháp, ví dụ như là tiếp tục để cùng với các ngành chức năng vào cuộc để tuyên truyền, giám sát cùng các tổ dân phố để giám sát yêu cầu các cái đơn vị rồi các cái chủ các cơ sở nhà trọ để duy trì thực hiện các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi sẽ thường xuyên có cái kiểm tra đột xuất để đánh giá lại cái việc khắc phục của các chủ cơ sở. Phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã diễn ra vào sáng nay tại Tòa án Nhân dân TP.HCM đã thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận cũng như báo chí. Trong chiều nay, thì đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3 đến 4 năm tù. Trong phiên xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM khẳng định có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Hằng cùng 4 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Hằng cũng thừa nhận các hành vi đã nêu trong cáo trạng và cho rằng bị cáo sai là do bị kích động. Đồng thời, bị cáo Hằng có nhiều đóng góp từ thiện, được nhiều bằng khen của các cơ quan tổ chức nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến ngày mai 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Thường, trú tại huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình cùng vợ để điều tra làm rõ về hành vi lập tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân nhằm chiếm đoạt tài sản. Thường và vợ đã lập Facebook có tên là Hoài Thu, sau đó thì giả danh là bác sĩ trưởng khoa chấn thương và phục hồi của Bệnh viện Bạch Mai, đăng thông tin kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ các nạn nhân kèm thêm số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi đăng bài thì chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào. Trước tình trạng trên, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện, tránh bị lợi dụng để trục lợi. Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị chặn đánh đến bất tỉnh trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi giết người. Ba đối tượng là Lê Văn Định, Lê Văn Ba và Nguyễn Hoàng Dương đều trú tại huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa. Nhóm này khai nhận cho rằng anh Nguyễn Danh Sơn, sinh năm 1992, quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe máy phía trước, không cho xe tải của các đối tượng vượt lên. Tuy nhiên, khi đã cho xe vượt lên, thấy anh Sơn vẫn đi gần sát phía sau, nghĩ rằng anh Sơn cố tình bám theo, nên nhóm này đã dừng xe hành hung, khiến nạn nhân bất tỉnh. Ngày 21 tháng 9, Công an huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Trần Khắc Đương và Nguyễn Văn Nhật về hành vi buôn bán hàng cấm, tức là pháo nổ, thu giữ gần 420 kg pháo nổ. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện Đương và Nhật có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ, nên đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng, thu giữ 20 kg pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nhà của Đương, thu giữ thêm 400 kg pháo cùng một số tang vật liên quan. Hai đối tượng khai nhận mua pháo tại khu vực phía Nam rồi vận chuyển về huyện Yên Thành, dự định để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Sáng cùng ngày, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 12 TP.HCM phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số 12 kiểm tra một điểm kinh doanh tại phường Thanh Xuân quận 12, phát hiện 3.500 chiếc bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ. Khi được yêu cầu, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hóa đơn chứng từ liên quan. Người này cho biết đã liên hệ và nhập số bánh này từ một cửa hàng trên địa bàn quận Bình Tân TP.HCM, sau đó về bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.